Xin chào cả nhà, hôm nay thì mẹ bỗng sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm một cái túi đeo chéo cho bé như thế này, rất là dễ thương đúng không ạ? Hôm trước thì mẹ bỗng có may cho bạn bỗng một cái đầm hình con nai, nhưng mà bạn ấy nhìn ra con cáo và bạn ấy nói là bạn ấy muốn có một cái túi đeo hình con cáo luôn, nên là mẹ bỗng sẽ làm một cái túi cho bạn như thế này và hướng dẫn cho chị em mình làm luôn ha. Cái túi này thì mẹ bỗng đang dùng cái vải nỉ là vải không dệt, tại vì nó có ở nhà có sẵn cái vải này, nó có cái màu phù hợp. Còn cái vải thô thì lại không có cái màu phù hợp. Nên là ở đây thì mẹ bóng đang dùng vải nỉ, còn chị em nào mình không có vải nỉ này á thì mình có thể dùng vải thô ha. Vải thô mà cái màu nó phù hợp là được. Mình đều may được cái mẫu này. Thì ở đây mẫu này là dựa trên cái hình con cáo, các chị có thể làm trên các cái hình thù khác nhau, nhưng mà cách may, cách làm thì nó tương tự như vậy thôi. Mẫu này ở bên trong của chúng ta nó sẽ có phần lót rất là gọn như thế này ha. Bé có thể để kẹo, để bánh, để đồ chơi, để những thứ bé thích mình đeo đeo chéo ha. Đeo chéo như thế này. Bây giờ mẹ vẫn sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm nha. Rồi đầu tiên để vẽ cái hình con cáo này á thì trước tiên là mình sẽ vẽ cái hình tổng thể của nó. Ví dụ như các chị muốn làm cái hình khác cũng vậy, mình sẽ vẽ cái hình tổng thể của nó trước ha. Ví dụ như ở đây là cái hình mặt trước nó, cái hình tổng thể của nó là một cái hình như thế này. Thì ở đây mẹ bóng sẽ lấy một vẽ một cái hình như thế này, trên này là đường ngang. Đường ngang ở trên này á, các chị vẽ các chị gấp đôi lại như thế này nè. Đó. Để mình mở gấp đôi ra cho nó cân ở hai bên ha. Ở phần trên này mẹ bóng đang lấy là 7 xăng. Còn cái bụng ở bên dưới này thì nó sẽ lớn hơn là 9 xăng, sau đó các chị kéo cái đường xéo ha, ở trên là 7, ở dưới là 9, xong các chị kéo một cái đường xéo ra như thế này và mình sẽ bo cong cái góc này ha. Thì khi mình bung ra mình cắt một 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 gấp đôi như thế này, khi mình bung ra thì nó sẽ ra được một miếng như thế này ha. Ở trên này là 7 nha, ở trên này là 7, ở dưới này là 9 ha, ở dưới này là 9, sau đó mình kẻ đường xéo từ từ 7 nối tới 9 và mình sẽ đánh cong, mình ra được cái miếng này. Mình ra được miếng này rồi thì mình ken thêm một miếng nữa, tại vì cái miếng này mình đang là cái mặt sau thôi, chưa có đường may nha các chị. Đây là cái túi dành cho bạn bóng khoảng từ 3 tới 5 tuổi là mình xài vừa ha, cái size này á. Mình sẽ ken ra một miếng mặt trước, thì cái miếng mặt trước này là mẹ bóng đang tạo hình con cáo là cần có cái chéo này. Cái chéo này thì hôm trước mà mình học cái bài đầm á thì mẹ bóng có hướng dẫn rồi á ha. Đó thì bây giờ cái thí dụ như các chị đã ken ra được một miếng rồi thì mình sẽ vẽ trên đây cái mình sẽ dựa trên cái hình hình cuối cùng mình muốn á, mình sẽ ken ra. Đó thì mình sẽ vẽ thôi ha. Mình vẽ đường cong hai bên. Mình vẽ đường cong hai bên xong mình rã ra thì nó ra được như thế này. Đó, do hai bên này nó giống nhau nên là mẹ bóng chỉ lấy có một bên thôi. Đó thì nó sẽ ra như thế này ha. Mình rã ra cái thân trước nè và mình cũng chừa đường may để mình may ha. Thì đây là các chi tiết của cái thân. Ngoài ra thì mắt, mũi, tai, đuôi thì mẹ bóng dựa trên cái hình trên mạng để mà cắt theo thôi. Đó, phần đuôi nè. Phần đuôi này nó cũng gấp đôi lại. Ở trên này là 1,5. Sau đó dài xuống 6 xăng. Dài xuống 6 xăng và mình đánh bầu như vậy ha. Bầu ra như thế này, nhọn xuống ha. Trên 1,5 dài 6 xăng ha và đánh bầu ra. Thì mở ra nó ra được cái đuôi như thế này. Rồi còn cái tai này thì 2 xăng và cao là 4 xăng. Mở ra thì nó được như thế này. Mà hình như là mẹ bóng có làm cho nó cao hơn á, nó làm cho nó cao hơn một chút để trang trí cho nó dễ đó. Đó, thì như vậy là chúng ta có đuôi nè, có tai nè. Ở đây thì mẹ bóng dùng vải nỉ, nó không có bị tưa nên là mẹ bóng cắt trực tiếp, không có may lộn. Còn nếu như chị em nào mình không có vải nỉ mà mình may lộn á thì mình sẽ cắt hai miếng á. Ví dụ như cái đuôi này mình sẽ cắt hai miếng sau mình may lộn ra. Cái phần tai này mình cũng cắt hai miếng sau mình may lộn ra. Đó. Đó thì như vậy là chúng ta có các chi tiết rồi. Ngoài ra thì có hai cái quai hai bên. Hai quai hai bên này thì nó là hình chữ nhật thôi. Mình gấp đôi lại và khi mình may mình kẹp vào để mình luồn cái sợi dây á các chị ha. Đó thì như vậy là các chi tiết đã đầy đủ, mà bóng sẽ đi cắt và hướng dẫn cho chúng ta cái cách may nha. May rất là đơn giản luôn mà, đảm bảo bạn em bé nào cũng sẽ thích cái mẫu này hết ha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cắt và may. Rồi đây là mình đã cắt vải xong ha. Ở đây thì mình dùng vải vải nỉ các chị, vải không dệt á. Vải nỉ nó ép dạng tấm nha. Cái này là nỉ mềm, nỉ thì nó có nhiều loại lắm, nỉ mềm, nỉ cứng ha. Đây là nỉ mềm ha các chị ha, nỉ mềm nè. Đó, rất là mềm. Thì nếu các chị không có vải này á, thì các chị có thể dùng dùng vải mình may đồ bình thường cũng được, mình phối màu ha. Vải thô á, vải không co giãn nha. Các chị muốn đứng form á, thì mình có thể ủi thêm keo. Còn ở đây mẹ muốn dùng vải nỉ rồi nên là mẹ muốn không có ủi keo nữa. Thì cái lớp ngoài á, là mà mẹ muốn dùng vải nỉ, nhưng mà cái lớp bên trong á, thì dùng vải bình thường nè.
Đó, dùng vải bình thường nè. Muốn đứng form thì các chị ủi thêm phần keo ha. Rồi, vì sao dùng vải nỉ là tại vì có sẵn nhà nó phù hợp với cái màu và dễ làm cái phần tai nè, phần đuôi nè và hai bên quai. Nếu như trường hợp mình không dùng vải nỉ á, thì phần tai, phần đuôi và hai cái quai này các chị cứ cứ may vải bình thường mình may lộn ha. Vải nỉ thì nó không có bị tưa nên là mẹ bóng sẽ đỡ phải may lộn. Đó, làm vậy cho nó nhanh. Còn nếu như mà chị em mình dùng vải bình thường như thế này á thì mình sẽ thí dụ như cái này là mình sẽ may lộn nè. Rồi cái này mình cũng sẽ cắt hai miếng xong mình may may lộn ra nè, cái đuôi này mình cũng sẽ may lộn ra ha. Thì ở đây mình đã có hai tay nè, dây kéo nè, hai cái quai hai bên nè, rồi phần đuôi nè ha. Ở đây mẹ bóng đã trang trí xong luôn rồi, dùng vải nỉ trang trí xong luôn. Và đây là hai bên nè, miếng giữa nè, hai miếng hai bên và miếng giữa. Nếu mà mình dùng vải thì mình cũng cắt bình thường như vậy. Đây là miếng phía mặt sau lưng. Đó, và đây là hai miếng lót ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu may nhé. Bước đầu tiên á, thì mình sẽ may ráp hai miếng hai bên này vào cái miếng giữa ha. Mình ráp theo đường cong này y như là cái áo đầm á, cái áo đầm hôm trước mẹ bóng cũng hướng dẫn chúng ta ráp cái phần này ha. Mình ráp phần này xong rồi bắt đầu mình mới ráp vào cái thân kia. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi ráp phần này và trang trí phần mắt mũi cho cái mặt trước này nha. Rồi ở đây mình đã may nối hai cái miếng hai bên hông này vào cái đường này ủi êm, sau đó đã đính cái vị trí mắt mũi, và ở đây cái phần tai và cái phần đuôi á, các chị sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau ha, hai mặt phải úp vào nhau này, và mình lược cái vị trí cho nó nằm êm. Cái phần đuôi này cũng vậy, mình sẽ dính ngay chính giữa cái phần màu đỏ này này, mình sẽ cũng đặt mặt phải úp để lược êm, thì khi mà ra thành phẩm nó sẽ lật lên như thế này này các chị ha. Thì bây giờ mình sẽ để êm như thế này, rồi bây giờ mình sẽ ráp nó vào cái dây kéo. Dây kéo này hai bên, một bên nó sẽ ráp với cái mặt trước, một bên thì nó sẽ ráp với cái mặt sau. Thì các chị sẽ ráp á, lấy cái mặt phải của dây kéo nè, cái này là cái mặt phải của dây kéo này ha. Mình sẽ úp với cái mặt phải của cái thân trước ha, và các chị nhớ cái canh cái vị trí cho nó phù hợp mà với cái dây kéo của mình. Mình sẽ đặt như thế này, sau đó mình may, để may mình sẽ kẹp lót luôn ha. Rồi sau đó cái mặt phải của lót này, cái mặt phải của lót á, thì mình sẽ đặt vào cái mặt trái của cái sợi dây kéo như thế này đó, và mình sẽ may 3 lớp một lượt luôn. Mình may bên đây, sau khi may xong mình lật ra ha, mình lật ra thì mình sẽ làm bên kia. Thôi để mẹ bóng làm bên đây xong rồi mẹ bóng sẽ hướng dẫn chị làm bên kia ha. Bây giờ mình sẽ đặt 3 lớp này, mình may một đường bên đây ha. Rồi sau khi mình may xong như thế này thì chúng ta lật ra, thì mình đã dính được một bên của cái sợi dây kéo rồi, cái lỗ tai nó cũng đã dính vào luôn rồi. Chúng ta sẽ lật cái lót này ra, và mí lên cái đường may ha, mí mí lên đường may. Sau khi mí xong thì chúng ta đã may được một bên. Chúng ta sẽ kéo cái sợi dây kéo này lại và lấy dấu nha. Mình sẽ lấy dấu cái vị trí mép này nè, để tí xíu nữa khi mình mở ra này nè thì nó sẽ có cái dấu bên đây, và cái dấu bên đây mình sẽ dính với cái mép của cái mặt sau để làm gì, để khi chúng ta kéo dây kéo thì hai cái mép nó sẽ khớp với nhau ha các chị. Đó thì bây giờ mình sẽ dính cái mép sau. Thì đây mình cũng sẽ lấy mặt phải ha, úp với mặt phải nè, đây là mặt phải nè ha, và nhớ là cái mép này nó phải trùng với cái mép này ha, cái mép nó phải trùng với cái mép, hình như để lộn ha các chị, để về nha. Đây, cái mép nó phải trùng với cái mép nha. Rồi, và ở dưới này thì mình sẽ để phần lót ha, để phần lót. Rồi, như thế này, y chang như ở trước nhưng mà các chị nhớ canh cái dấu ha. Rồi, mình sẽ đặt khớp ngay cái dấu này. Rồi, và mình cũng sẽ may từ bên đây qua bên đây 3 lớp như vậy luôn ha. Đó, may một đường như thế này luôn, được không ạ? Sau khi chúng ta may hai bên thì chúng ta cũng đều mí luôn ha, đều mí qua lật về phía lót và lật đường may về phía lót và chúng ta mí nè. Mí xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ khi các chị may xong thì nó sẽ hở như thế này nè. Hồi nãy mình mở ra đúng không ạ? Đó, và bây giờ mình sẽ kéo lại nè, đó thì nó sẽ khớp ha. Nếu các chị lấy dấu khớp thì nó sẽ khớp ở hai bên. Và hồi nãy có cái quai đó thì bây giờ mình cũng sẽ lược cái quai vào vị trí hai bên luôn. Ha, mình lược cho nó có cái lỗ vậy nè, để chút xíu nữa mình luồn cái sợi dây vào cái lỗ này ha, mình luồn cái sợi dây vào lỗ này để mình đeo. Đó, mình lược như thế này ha. Đó, để tí xíu mình may. Rồi bây giờ các chị may á, là các chị sẽ đặt nè, mặt mặt phải úp mặt phải của chính nè. Và mặt phải úp mặt phải của lót ha, hai hai mặt như thế này.
Rồi và mình sẽ may nguyên một cái vòng này luôn các chị. Mình may nguyên một cái vòng chu vi xung quanh này luôn. Nhưng mà các chị lưu ý là mình sẽ để hở một chút xíu ở phía lót này để mình lộn ha. Mình để khoảng tầm 5 cm ha, mình lộn. Và lưu ý là cái dây kéo này mình cũng sẽ phải hơi mở ra một chút ha, hơi mở ra như thế này chứ đừng có kéo kín ha. Rồi hơi mở. Và khi khi may thì hai cái phần này nhớ là khít cho nó khít với nhau ha, đừng để nó hở ra. Rồi, như thế này ha. Cho nó khít nè. Đó. Và mình sẽ may nguyên một vòng nhớ là chừa lại 5 cm ha để mình lộn nó ra ha. Rồi sau khi may xong chừa lại một phần hở ha thì chúng ta sẽ gọt cái đường cong này và gọt luôn cái phần dư của cái dây kéo nè. Rồi gọt cái đường cong cho nó khi mình lộn ra nó không có bị gắt ha các chị ha. Tại vì cái đường cong mà mình chừa nhiều quá thì mình lộn ra nó sẽ bị gắt. Các chị gọt còn khoảng 2 3 ly ha. Rồi sau khi mình lộn ra thì mình sẽ may mí cái phần hở này lại ha và chúng ta nhét cái phần lót này vào bên trong. Thì như vậy là chúng ta đã may xong cái túi này rồi, rất là nhanh đúng không ạ? À? Đó, và chúng ta sẽ kéo cái phần dây kéo này lại như thế này ha. Đó, và cái túi này nó sẽ như thế này. À, cuối cùng thì chúng ta sẽ thêm cái phần dây đeo ha. À, dây đeo thì cái dây đeo này á, mình có thể dùng bất cứ cái dây gì mình có. À, mình dùng cái ghim băng này ha. À, mình luồn qua cái lỗ này. Rồi mình luồn qua đây ha. Rồi. Các chị luồn ở hai đầu hai bên, sau đó các chị sẽ cột cột thắt lại ha. Mình cột thắt lại để cho nó khỏi bị tuột qua cái cho nó khỏi bị tuột qua cái lỗ. Rồi mình rút lên nè, đó. Nắm mắc lại ở chỗ này ha. Đó, và bên đây thì mình cũng làm tương tự như vậy. Là như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong rồi đó. Các chị có thể tạo hình khác nhau. Ví dụ như bé mình thích con ếch hay là dưa hấu hay là ô tô gì đó ha. Mình có thể lên mạng mình search các cái hình đó ra và mình sáng tạo. Nhưng mà cách may thì nó y như vậy thôi. Chúc các chị sẽ thành công nhé. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.